Cây mít có nguồn gốc Nam Ấn Độ nơi nhiệt độ và lượng mưa cũng giống như là miền Nam Việt Nam, nơi trồng nhiều mít nhất là các nước Đông Nam Á, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. Tại hội nghị về cây ăn trái chưa được sử dụng hết tiềm năng ở Dhaka, thủ đô Bangladesh năm 1992, mít đã được lựa chọn là cây ăn trái số 1 cần phải tập trung nghiên cứu và phát triển. Ở Việt Nam thì cây mít được trồng từ rất lâu đời và trở nên rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Mình xin đi qua một số đặc điểm của cây mít. Gỗ mít là một loại gỗ quý, không chỉ dùng trong xây dựng để làm dụng cụ mà còn được dùng để chế tác đồ mỹ nghệ do thớ mềm và không nứt. Do cây mít to, cao, sống lâu, chịu hạn, chịu nắng tốt, tán lá dày xung quanh năm nên mít có giá trị cải thiện môi trường rất cao. Ngày nay ở các khu đô thị, các công trình biệt thự, cây mít được ưa chuộng, đặc biệt có những cây mít có giá đến cả trăm triệu đồng. Cây mít có bộ rễ gắn sâu, chịu hạn tốt, nhưng muốn sai quả chỉ nên trồng mít ở những vùng có lượng mưa từ 1000mm trở lên nếu không tưới. Ngược lại, cây mít chịu úng kém, những năm bị lụt trên những vùng đất úng, mít là cây chết đầu tiên. Cây mít không kén đất, đất dù xấu, nhiều sỏi đá, miễn là thoát nước đều có thể trồng mít, nhưng muốn cây to sai quả thì phải trồng ở những vùng hồ sa thoát nước. Cây mít vì thế tượng trưng cho đại trí tuệ, nhắc nhở con người cần phải tĩnh tâm trên con đường trí tuệ. Việc đấy là mít lót oản, cúng Phật cũng dựa vào ý nghĩa này. Cây mít thường được trồng phổ biến trong các chùa, thường được trồng trong các vườn chùa. Ở hai bên phía sau chùa, mít cho quả làm các món chay. Gỗ mít còn được dùng để tạc tượng và làm vật liệu tu bổ di tích. Theo quan niệm dân gian được ông cha ta truyền lại thì trước cau sau chuối, những loại cây trồng trước nhà ở phong thủy để gọn gàng, đem lại không gian thông thoáng và không được che đi phần mặt tiền của ngôi nhà để tránh cảm giác bí bách, u ám, cản trở sự lưu thông của những dòng khí tốt, thu hút tiền tài và thịnh vượng cho gia đình. Mặt khác, theo phương diện khoa học thì các loại cây cổ thụ có gốc rễ lớn, cần diện tích rộng để phát triển, làm ảnh hưởng đến nền móng, có thể dẫn đến nứt nẻ, làm mất đi thẩm mỹ của công trình nhà ở. Cụ thể, những điều cần tránh khi trồng cây xanh trước nhà là không trồng cây cổ thụ có thân to, cành lá sum xuê che đi ánh sáng. Trong phong thủy, ánh sáng là dương khí. Không trồng các loại cây có hình dáng khằn cỗi, thiếu sức sống và phải chăm sóc cây thường xuyên để tránh cây héo úa và khằn cỗi. Vậy trồng cây mít trước nhà có nên hay không? Cây mít có tán lá sum xuê, hình dáng thân cằn cỗi, thân tối màu, quả có nhiều gai nên sẽ không phù hợp để trồng trước nhà. Thay vào đó, mít trồng sau nhà thì phong thủy rất vượng, đặc biệt trồng ngay sau bếp ăn của gia đình. Theo phong thủy thì bếp là nơi sản sinh ra nhiều tiền tài cho gia chủ. Việc trồng cây mít có lá to, dày, quả sum xuê sẽ đem đến cảm giác sung túc và thịnh vượng. Cây mít ra quả thể hiện sự thành công, thành quả lao động. Vì vậy, việc trồng cây mít sau nhà giúp gia chủ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và giữ được sự khiêm nhường, không khoe khoang. Ngoài cây mít, có nhiều cây ăn trái cũng được các chuyên gia phong thủy khuyên nên trồng sau nhà. Việc trồng các cây ra trái sau nhà là rất tốt vì nó thể hiện sự đơm hoa kết trái, là sự thành công và trái ngọt sau những cố gắng, và giúp gia tăng tiền tài và vận khí cho gia chủ. Vì vậy, các bạn nên trồng cây mít sau nhà sẽ tốt hơn. Trên đây là một số lưu ý về trồng cây mít. Các bạn nhớ chia sẻ video và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.